để mẹ cười thôi chứ chứ ngủ chứ con có con ngủ mà chập nãy hai bà cháu được ngủ sớm mà. Mẹ thắng nước màu hả mẹ? Ừ. Thịt sườn này mẹ ớt mà tỏi ớt nè. Hành. Với hành chanh ngon quá. Được. Thôi được được không? Đủ rồi ta. Sơn học Hồng nha, Sơn Hồng học hỏi nấu ăn nha. Sơn Hồng thích ăn này không? Cái thịt sườn không? Thịt sườn kho không? Khỏi quá, Sơn Hồng người. Được rồi. Bỏ nước mắm vô hả? Rồi để cho vô miếng nước đi rồi đậy nắp lại. Dạ. Để nắp lại cho mau chín à. Cho chín rồi mới thả củ cải nha. Dạ. Rồi, đây chín này. Đây chín nè, cho củ cải vô. Ngon không? Ngon nhưng mà ngọt. Su su sầu không hả mẹ? Sầu không. Không phải ăn trái su su lắm rồi. Su su là su gì mẹ? Ở trên Đồng Nai trái su su mùa này nhiều lắm. Ở trên trái su su uống nhiều lắm rồi. Vậy mẹ ăn sushi chưa? Sushi là con biết là cái gì không? Đá Nhật Bản á. Hay ta. Biết sushi Nhật Bản luôn. Thì con coi chị ba. Mà con ăn chưa? Con ăn món đó chưa? Chưa. Vậy hả? Có đi Nhật Bản đâu ăn phải không? Mai mốt lớn lên lấy tiền đi Nhật Bản. Ăn món đó hả? Ăn món sushi vậy? Không. Con qua Nhật Bản con mua sushi. Ở Việt Nam mình cũng có sushi nữa. Bữa nào kêu ba mua cho con Sơn Hồng ăn nghe. Dạ. Chị ba Yên chợ đi làm đó, chở đồ về đó con. Chừng té con à, con nhảy ngược vậy té đó. Thêm cam không? Không phải ăn có cái hộp rồi. Sực. Cái rổ đâu rồi? Con bưng đi đâu nữa có biết đâu. Ở đó là ngoại đi thành phố mua lần cả thúng nha. Dạ. Tại nó rẻ. Dạ, mua này rẻ lắm. Anh này dễ ăn nữa. Dễ ăn. Vào vậy là sao? Dạ. Sắc to lắm. Con sắc luôn. Sắc to lắm. Dạ. Sao vậy nó giòn. Nó vừa héo được rồi. Cô bác về đi. Sơn Hùng nay không có đi học võ nhớ không con? Ghét. Nhà buồn quá hả? Ghét thì buồn. Nhà buồn không con? Không có. Nhà vui không hả? Con đến được không à? Hỏi nó. Hôm nay học sinh nghỉ hết trơn à. Ở nhà. Nhà sao? Chát Sơn Hùng ra hái mặn cho mẹ đi. Đâu? Mặn chưa lưới. Cái cây mặn quá chừng trái luôn mẹ.
Để coi cái nồi này nó chín chưa. Rồi đang sôi. Để lửa riu riu để nó cho chín với lại nó cạn nước. Sườn cho tăng nè, hơi lạc một tí xíu, thấm thấm chút xíu đi, dạ, thêm miếng mắm, rồi cho càng càng đi, có chảo xào đi, dạ có thôi mẹ, cái hồng phụ bà nội đi, rồi nấu ăn đi. Cho củ cải vô hả Sương Hồng? Rồi thịt mềm rồi, giờ bỏ củ cải vô. Trắng bóc luôn. Trắng như củ cải mà hả? Trắng như cái ánh mặt trời. Hồng chúc đem thịt vô cúng nội nha. Sư Hồng lộn mèo coi. Không có lộn được. Chỗ niệm mới lộn được. Vậy hả? Thường quá à. Cũng biết á. Thường quá à. Một miếng hành. Củ hành trắng. Cô cũng ăn xào không gì là mà ngon lắm. Dạ xong rồi. Dạ. Đây ngồi đi. Xào này chưa bỏ này vô. Chưa, để dành lát nữa xào cái này. Để nồi xào su su xong lát nồi bỏ vô sao. Ừ, trời ẩm đổ mồ hôi quá ha. Nồi cũng nóng luôn mà. Nãy. Sao nồi chưa bỏ cái đó vô? Chưa. Chín mới bỏ. Nào chín nồi mới bỏ vô. Xào có cơm có thịt thì nó ngon hơn xào không. Dạ. Thí dụ như mấy người ăn chay gì đó. Ăn chay xào không, mà xưa cũng hay xào không chứ đâu có thịt cà với lại tôm đó. Nay tập tiết kiệm đi. Dạ. Ăn những người xưa đi. Gì con? Sao cái lửa nó không bốc cháy vậy? Đó, nó ăn cháy mà. Không, nó không bốc cháy qua cái chảo á. Thôi. Tại sao nó không cháy vậy? Để vừa vừa thôi, bốc cháy cái chảo rồi cháy luôn đồ ăn rồi. Vậy là cháy quá rồi nè. Yeah. Vậy là lửa nhiều rồi nè. Sơn Hồng đi chọn lấy tiêu cho mẹ đi. Con biết lấy chai tiêu không? Lấy hủ tiêu cho mẹ đi. Đi đi. Con đâu có biết cái nào đâu. Học tiêu á. Cái chai tiêu á. Chơi gia vị á, đi vô trọng nhà. Chai tiêu á. Không, hồi này không có. Ở trong nhà mới có, đi vô trọng lấy cho mẹ đi. Sao hồi bữa không để học tiêu ra ngoài đây cho dễ lấy thôi. Ừ.
À, tại em nhà không có em vô rồi. Dạ. Đúng rồi, lấy em ra đây. Mẹ, hai bữa chị ba giết bằng mấy cái cây kia kìa. Cái mấy cái nhiều con kiến nó không qua qua nhà chị ba nữa. Như hả? Giết bằng cái gì? Chị ba giết mấy con. Ừ. Sợ chị ba nữa. Xong rồi lâu lâu nữa nó qua nhà chị ba tiếp, cái chị ba giết tiếp. Nó chạy luôn. Có sợ kiến cắn không? Sợ kiến cắn không? Giờ rồi. 5 giờ mấy rồi, ba về rồi. Ba về đâu rồi? Ba về dọc đường rồi. Ba về chỗ nào rồi? Mẹ không biết nữa mà ba đang về á. Vậy tối ăn su su đỡ đi. Tối ăn su su đỡ đi. Sì. Ăn sushi phải không? Sushi, sushi, sushi. Sushi trứng nào rồi? Ơi, sushi trứng cá hồi nó còn bọc cái gì vô màu đen nữa vậy mẹ? Thì đông biển đó con. Ăn cơm thôi, giờ đợi ba về ăn. Để ba về ăn nha. Rồi, vậy thôi nghe, để chúc ba về ăn nha. Yeah. Sao Hồng không ăn cơm mà ăn trứng sao? Ừ, con thích. Bữa nào cho Sao Hồng ăn một cái trứng ngỗng to đùng luôn. Chịu không? Ăn nổi không? Cái ngỗng bự gì nè, tao ăn nổi không? Nổi. Ăn cơm không? Cơm. Dạ, cơm ạ. À, bữa nay có củ su xào. Dạ, su su. Sườn kho củ cải. Củ cải. Rồi, này ngon quá ta. Món này con cũng khoái nữa, nhưng mà con lại không thích ăn củ cải. Dạ, ăn ăn thịt đi. Ăn thịt rồi. Chan nước vô cơm ăn đã. Đúng rồi, cái nước thịt thì ngon lắm mà. Ừ. Em rồi, khoái ăn củ cải. Dạ rồi, anh ăn thịt em ăn củ cải nha. Người ăn Sao Hồng ăn trứng rồi chắc no quá. Rồi em nói cái này su su, cái Sao Hồng rồi ăn sushi. Con biết sushi không? Hỏi ba về chưa, ba mua cho, nói ba về rồi. Để về dọc đường này. Sushi là gì sao không? Không biết, ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản ha, cơm cuộn không? Cơm cuộn á, sushi. Sushi. Sushi trứng cá hồng này. Bữa nay ăn món ăn đơn giản mà cả nhà mình ha. Món này ăn cơm nóng hả sảy nè, mình chan cái nước vô. Hết không? Ngon hết không? Xem cái trái nước luôn. Giống như mấy chú mấy bác mình đưa à. Quá đã. Sao mẹ không gọi điện cho ba để ăn sushi? Sushi giờ người ta đâu có bán đâu, đi Sài Gòn đóng cửa rồi. À, nào ở nhà cũng chờ con về ăn cơm nguội hết hả? Củ su này ở Đà Lạt mà. Ngày trước mình đâu có món này đâu. Củ su em nhiều lắm anh. Mùa này nhiều quá chị luôn. Bữa nay trên Sài Gòn đóng cửa không hết mà. Ăn que luôn. Chỉ có mấy cửa hàng cần thiết như thiết bị y tế, còn những cửa hàng ăn uống ăn giặt đông hết. Hồi đó mình ở đây được ăn đồ Đà Lạt là ít có. À, hay có. Để xin con gần Đà Lạt đổ xuống tư đó mong. Trước mà muốn có rồi ăn một cái giải cũng đã rồi. Mới chuyện là ngon. À, bữa nay cùng cả nhà mình ăn hai món đơn giản ha, ở dưới quê, củ su xào với thịt kho củ cải. Chia sẻ cả nhà mình vài ảnh cho vui. Hy vọng mà bà con mình sẽ vượt qua được cái đợt dịch này ha. Đợt này thì đi làm Sài Gòn cũng vắng vẻ lắm, tại em làm bên thiết bị y tế đó, nên là cũng mở cửa chứ còn hầu như các cửa hàng đóng cửa mất hết rồi. Rồi về ăn uống thì mình cũng hạn chế xíu, tại không có được ra chợ nhiều như mọi khi. Thì ăn đơn giản thôi. Rồi tạm biệt bà con mình ha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại.